khỏe không? Con nhớ mẹ, mẹ có nhớ con không? Con mong là một ngày nào đó bố mẹ có thể học, sẽ được ở cạnh nhau và ăn một bữa cơm. Con nhìn thấy như mà lắng nghe, xúc động và thành kính, những giọt nước mắt đã lăn dài. Đó là cảm xúc của gần 500 khóa sinh trong đêm hoa đăng niệm ơn cha mẹ tại khóa tu đạo Phật và tuổi trẻ do Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức. Tại đây, các bạn trẻ được nghe những lời chia sẻ của Chư Tôn Đức và tự mình nói lên những suy nghĩ về cha, về mẹ qua tiết mục Bức tâm thư của con. Buổi sinh hoạt này để lại nhiều ý nghĩa khi mùa Vu Lan đang đến gần. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, con yêu mẹ nữa. Sau khi lắng nghe được bài giảng của các thầy, các sư cô thì con cảm thấy là đặc biệt là Vu Lan là những bài giảng rất là bổ ích. Những bài giảng đó cho con thấy được là cha mẹ luôn là đấng sinh thành, dưỡng dục, họ luôn chăm sóc, bảo vệ và nuôi dạy các con thành người. Trong những ngày diễn ra khóa tu, các bạn được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như tham gia những thời khóa tụng kinh, lắng nghe pháp thoại về đạo Phật, tìm hiểu nghi thức cổ Phật khất thực cùng những buổi sinh hoạt tập trung bổ ích. Ở khóa tu mình tổ chức được rất là nhiều hoạt động cho các khóa sinh nâng cao hiểu biết về Phật giáo, khả năng liên kết giữa các thành viên, giúp các thành viên khóa sinh trong từng chúng có thể hiểu rõ nhau hơn. Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác em cũng rất là thích, như là thắp nến tri ân hay là các hoạt động pháp thoại, thì em thấy hoạt động nào cũng hay, cũng bổ ích cả. Khép lại 5 ngày trải nghiệm, khóa tu đã để lại nhiều luyến tiếc. Qua đó, ban tổ chức đã góp phần vun bồi đạo đức và trưởng dưỡng thiện tâm cho thế hệ trẻ, giúp các bạn hiểu và thêm trân trọng cuộc sống, áp dụng điều được học để hoàn thiện bản thân. Được các sư thầy giảng thì các em đã thay đổi, nhất là thương ba mẹ nhiều hơn, rất là thấy mình có lỗi với ba mẹ, rồi các em cũng có cảm xúc cũng như hối lỗi, thì điều đó là cũng là làm cho ban tổ chức rất là hoan hỷ, bởi vì đã làm cho các em tỉnh thức, hiểu thêm cũng như giác ngộ được cái sự hiếu thảo nó rất quan trọng trong cuộc sống, cuộc đời của các em sau này. Khóa tu chính là cơ hội quý báu để các em được giao lưu, tiếp cận đạo đức Phật giáo và nhân lên hạnh lành về sự yêu thương, hiếu thuận, tu bồi cho nhân cách tốt đẹp sau này.